Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, rất xin lỗi quý vị và các bạn, mấy hôm nay thì tôi lại uống bia, uống đồ lạnh nhiều cho nên là họng nó hơi bị rát họng một chút, cho nên là giọng nói nó có hơi khan tiếng thì quý vị và các bạn hết sức thông cảm nhé. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C, đó chính là chiếc xe Mazda 3 quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã lăn bánh được 2.1 km rồi. Chiếc xe này thì còn rất là mới, rất là đẹp, nguyên bản từ dàn lốp ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bác, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ và máy móc tất cả còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 605 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan 2020 biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Mazda 3 2020 này. Thì hôm nay thì quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm cho tôi nhé. Tôi đang bị mất tiếng, khan tiếng cho nên là tôi sẽ giới thiệu nó cũng sẽ ít hơn quý vị và các bạn nhé. Chủ yếu là quý vị và các bạn xem về cái hình ảnh của chiếc xe thôi. Nhưng mà chiếc xe này sản xuất năm 2020 mới chạy được chưa được 2 năm. Và thứ hai nữa là mới lăn bánh được 2.000 km thì nó còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, nguyên bản từ cái dàn lốp quý vị các bạn nhé, rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái màu đỏ này, là màu đỏ pha lê nhá, màu đỏ mới của Mazda đấy ạ. Màu đỏ pha lê này là một trong những cái mã màu mới nhất của Mazda. Đấy, nhìn về cái phần ngoại thất thì nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nguyên bản từ dàn lốp đây quý vị bạn này. Quý vị bạn xem là cái dàn lốp này cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Dàn lốp rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất là dày. Đấy, dàn lốp của xe nguyên bản còn rất dày luôn. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 quý vị các bạn nhé. Và cái dàn lốp này là sản xuất từ cuối năm 2019 đến này, tuần thứ 28 năm 2019. Đấy, rất là mới luôn. Màu đỏ pha lê này để dưới nắng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nhìn về phần đầu thì xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, và đặc biệt là cặp đèn còn rất đẹp đây quý vị bạn này. Đấy, cặp đèn, và chủ xe cũng đã lắp thêm cảm biến trước. Cảm biến trước và camera sườn. Đã lắp thêm camera sườn rồi quý bạn nhé. Camera sườn, camera hành trình. Và ở cái phiên bản Mazda 2020 này thì là ghế lái đã được trang bị là ghế điện quý vị bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, để nổ start tốt. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn còn rất là đẹp. Đấy, cụm đèn còn rất là đẹp này. Cụm đèn hậu chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Và xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi, camera lùi nguyên bản của xe.
Đấy, rất là đẹp, màu đỏ pha lê. Quý vị các bạn xem là để trước nắng này rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Đấy, camera sườn. Nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe, cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Đấy, toàn bộ còn rất đẹp luôn, từ keo chỉ còn nguyên bản này, bắp bi cánh cửa này, và đặc biệt là chủ xe rất là cẩn thận còn dán chống xước. Đấy, dán chống xước này, bắp bi cánh cửa này, bắc cửa này còn rất là mới, vô lăng cần số nguyên bản đấy, và chiếc xe này lăn bánh được 2,1 vạn quý bạn ạ. Đấy, tí nữa tôi sẽ bật điện lên cho quý vị các bạn cùng xem. Xe cũng đã được trang bị phanh tay điện tử. Đấy, rất là đẹp luôn nhé, cửa nóc. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này, keo chỉ nguyên bản này. Tắp đi cánh cửa còn nguyên, hàng ghế sau thưa với quý vị các bạn đây này, nó hơi bẩn một chút nhé, chúng tôi chưa có dọn. Đấy, xe lấy về là chưa có dọn, nó bẩn đâu chứ còn nguyên đẹp hết. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe. Tôi bật điện cho quý vị và các bạn xem nhé. Điều hòa tự động 2,1 đây quý bạn ạ, đồng hồ cũng tôi biết 2,1. Đồng hồ công tơ mét 2,1 này. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng, cruise control kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Đấy, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Camera hành trình chủ xe đã lắp này. Tất cả từ cửa nóc đến trần, phần nhựa đều rất đẹp. Còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem. Cốp sau đây ạ. Cốp sau, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Keo chỉ cốp sau nguyên bản. Lớp sơ cua còn mới tinh chưa dùng. Lớp sơ cua còn mới tinh chưa dùng luôn quý vị các bạn nhé. Rất là mới. Táp bi cửa phía sau bên phụ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2020 đấy ạ. Đấy, sản xuất tại Việt Nam luôn. Tôi
toàn bộ về cái phần nội thất này, từ táp bi, táp lô đều rất là đẹp. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhá. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít ạ, rất tiết kiệm nhiên liệu này. Và còn nguyên bản luôn, chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp tí đâu ạ, vẫn còn bẩn này. Chưa có dọn dẹp một tí nào đâu quý vị các bạn nhá. Còn nguyên bản này, từ ốc cabo còn nguyên này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn. Tất cả là còn nguyên, đây là những cái này là cái bụi bẩn cho chúng tôi chưa dọn đi nhá. Đấy, bụi bẩn đấy. Ốc cabo nguyên bản này, toàn bộ ốc, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Cái động cơ này mới chạy có 2.1 vạn thôi, cho nên là rất là mới. Tất cả các con ốc còn nguyên bản hết này, từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy đều nguyên bản hết luôn. Ốc mặt máy này còn nguyên bản và rất là mới. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất và động cơ của chiếc xe Mazda 3 2020 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 605 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn chúng tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.